Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Cán bộ kiêm tiền, mối nguy hại đe dọa sự tôn vong của chế độ, cảnh báo tình trạng mua bán chạy chức chạy quyền. Thưa quý vị và các bạn, thực tế lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn ghi nhận đánh giá rất cao vai trò của đội ngũ cán bộ, coi công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt. Vì thế, nếu như mọi vị trí chức vụ trong tổ chức đảng, chính quyền đều trở thành hàng hóa, được định giá và có thể mua bán, trao đổi bằng tiền, vật chất như mọi loại hàng hóa khác, thì hệ lụy gì sẽ xảy ra đối với đảng và chế độ? Có hay không chợ đen mua quan bán chức? Giải pháp nào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đấu tranh với nạn chạy chức chạy quyền và tham nhũng tiêu cực? Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi vị trí chức vụ trong tổ chức đảng, hệ thống chính quyền trở thành hàng hóa, được định giá và có thể trao đổi mua bán như mọi loại hàng hóa khác. Chắc chắn một điều là lớp cán bộ sinh ra từ tệ mua quan bán chức sẽ coi đó là thương vụ bỏ vốn đầu tư kinh doanh nên tìm mọi cách tận thu từ mọi nguồn thu để mau chóng hoàn vốn và sinh lợi nhuận. Cũng từ cơ chế này, họ tiếp tục tuyển dụng và bổ nhiệm thêm những cán bộ cùng loại theo kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, để lại di hại toàn diện và lâu dài cho đất nước và sự nghiệp cách mạng. Có hay không chợ đen mua quan bán chức? Cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện và phanh phui được vụ việc mua quan bán chức, chạy việc làm, chạy biên chế nào diễn ra chót lọt để khẳng định và làm rõ một số vấn đề dư luận quan tâm. Có hay không tình trạng này? Nếu có thì mỗi chức vụ, vị trí công việc, suất biên chế trong cơ quan của Đảng, Nhà nước có giá bao nhiêu? Hình thức thủ đoạn mua bán diễn ra như thế nào? Ai là người bán và những ai tham gia kinh doanh, phân phối, tiếp thị? Họ làm gì với chiếc ghế mình mua được? Hậu quả ra sao? Tuy chưa có cơ sở để trả lời chính xác những câu hỏi này, nhưng qua nhiều vụ việc lừa đảo chạy việc bị phát giác, có sự tham gia của nhiều cán bộ trong hệ thống tổ chức đảng, chính quyền với số tiền lên tới hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng khiến người dân tin rằng chức vụ có thể mua, bán, trao đổi bằng vật chất hoặc lợi ích. Chạy chức chạy quyền, mua quan bán chức chính là hành vi cụ thể hóa việc biến chức vụ trở thành hàng hóa. Bởi khi và chỉ khi trở thành hàng hóa, được định giá thì người ta mới biết giá để chạy và người bán, người chạy là ai. Đáng lo hơn, nếu như trước đây tình trạng này chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp, ở một số nơi, một số đối tượng, thì nay nó đã diễn ra khá phổ biến, xuyên thấu vào tầng sâu, tràn qua nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tượng, kết nối thành bè cánh, phe nhóm, miếng mảng, hết sức tinh vi, bài bản. Người ta không chỉ mua, bán bằng vật chất, mà bằng các hình thức phi vật chất, thậm chí bằng cách trao đổi, hợp thương. Anh giúp tôi chạy trước này, tôi giúp anh chạy vị trí kia hoặc chạy dự án nọ. Vì thế nó không còn là câu chuyện cá nhân mà đã biến tướng, biến thể, hình thành các nhóm lợi ích, các đường dây, ekip mua quan bán tước, sau đó trở thành đường dây tham nhũng. Trên diễn đàn Quốc hội ngày 5 tháng 11 năm 2019, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cảnh báo một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức vụ suy thoái, biến chất, năng lực hạn chế, xuất phát từ tham nhũng trong công tác cán bộ và thẳng thắn phát biểu. Tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ lâu nay được coi là điểm nóng của tệ tham nhũng, song nhiều người vẫn coi là vùng cấm bởi vì chưa có các quy định của pháp luật điều chỉnh một cách đồng bộ và đầy đủ. Chợ đen mua quan bán chức không dễ trả lời được ai mua và ai bán, chỉ biết dư luận râm ran, chợ đen này thường nhộn nhịp trong các dịp bầu cử, đại hội. Đại biểu Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 13 bày tỏ lo ngại. Cứ nghe người dân và dư luận xã hội sẽ biết, lên một chức vụ nào đó có càng nhiều quyền lợi thì số tiền đầu tư ban đầu càng lớn. Vì thế người ta không từ một thủ đoạn nào, trả giá bao nhiêu họ cũng chạy cho bằng được, bởi xong rồi họ sẽ có cơ hội thu hồi lại vốn đã bỏ ra. Câu chuyện có những cán bộ công chức xách vali tiền đến những vị có thẩm quyền để chạy chức, chạy quyền, chạy án là hoàn toàn có thực. Nếu không ngăn chặn ngay, nó sẽ trở thành căn bệnh, hội chứng rất khó chữa. Mua quan ắt sẽ bán đủ thứ. Cốt lõi phẩm chất của người cộng sản là quên mình vì nước, vì dân.
Chính vì vậy, đối với họ, của cải tiền vàng không mua chuộc được họ. Sự nghèo khó không làm họ nao núng tinh thần, không một thế lực nào khiến họ cúi đầu khuất phục. Thứ duy nhất mà người cộng sản theo đuổi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng nếu không đi lên theo con đường tu dưỡng phấn đấu mà lại sử dụng đồng tiền luôn cửa trước đi cửa sau phục vụ mục đích tiền thân, thì những phẩm hạnh đức hy sinh, tinh thần phụng sự vô tư trong sáng của người cán bộ đảng viên có còn nữa không? Chắc chắn những cán bộ đảng viên này sẽ không coi chức quyền như là phương tiện để khẳng định bản thân, thực hiện khát vọng hoài bão công hiến cho đất nước, mà coi đó là một thương vụ đầu tư để thỏa mãn mưu cầu giành lợi và lạc thú, để dễ bề vinh thân phỉ giả. Thứ duy nhất họ tôn thờ, quan tâm và nghĩ đến là đồng tiền và lợi ích cá nhân. Vì thế, ngay khi bước chân vào tổ chức, họ phải nghĩ mọi cách để ít nhất là thu hồi vốn, sau đó sinh lời. Chức vụ nhỏ thì tìm cách nhũng nhiễu, bon rút những cái nhỏ, đến khi đủ cả vốn lẫn lời thì mua chức cao hơn, vờ vẹt nhiều hơn theo kiểu tận thu, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự trong buổi nói chuyện với các đại biểu đảng viên trẻ toàn quốc ngày 27 tháng 8 năm 2019. Nhân dịp này, tôi muốn tâm sự với các đồng chí thật sự từ đáy lòng mình. Cứ nghĩ trong cuộc sống mà xem, có những người có thiếu thốn gì đâu mà sao tham thế, chưa làm cái gì đã nghĩ đến chấm mút rồi. Nói nhỏ là chấm mút, nói to là vi phạm pháp luật, bất chấp cả pháp luật, không còn xứng danh là đảng viên, dân khinh, coi thường. Không khó để hình dung, khi chức vụ trở thành hàng hóa thì mọi thứ khác cũng biến thành hàng hóa. Bởi khi đã tôn thờ đồng tiền, bất chấp đạo lý, những kẻ mua quan sẽ biến quyền lực nhà nước thành quyền lực cá nhân, trở thành công cụ để kiếm trác, bàn phát. Trước hết, đối tượng mua chức sẽ lại ưu ái sử dụng những người biết dùng phong bì, đi cửa sau nhằm tạo bè cánh bao bọc cho mình, hướng tới mưu đồ đồng nhất tổ chức với người đứng đầu tổ chức để thực hiện siêu mánh lới, siêu mưu kế đèn tối. Biến những nguyên tắc sống còn của đảng trở thành hình thức, làm méo mó mọi quy định, sinh ra đủ mọi thói hư tật xấu. Họ coi nhẹ những vấn đề có tính nguyên tắc, bất chấp nguyên tắc, kỷ luật, luôn lách, tìm và lợi dụng những sơ hở trong đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để mưu lợi cho họ, cho phe nhóm của họ. Kinh doanh trực tiếp là bạn đồng hành của tham nhũng quyền lực và làm biến tướng, tầm thượng hóa công tác tổ chức cán bộ của đảng, vô hiệu hóa vai trò tổ chức đảng cùng nhiều nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng. Nó lũng đoạn, mua chuộc, tha hóa người đứng đầu. Nó thiêu đốt, giết chết niềm tin, cơ hội phấn đấu, tiến bộ của những cán bộ chân chính. Nó làm mất niềm tin vào tổ chức đảng, vào cái gốc của công việc. Những kẻ mua chức quyền thành công, leo lên đỉnh cao quyền lực quá dễ dàng sẽ không có được đức tài cần thiết, nên dễ lộng quyền, coi thường tổ chức, coi thường cấp ủy, coi thường nhân dân, cơ quan, đồng nghiệp. Vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đảng, làm cho tổ chức đảng yếu kém, mất sức chiến đấu, hình thành những ông rời con ở cơ sở, tự kiêu, tự đại, tự mãn. Từ đó sinh ra một bộ phận tự đắc, ỷ lại, trịch thượng, phát triển đột biến mà không cần phấn đấu, cố gắng, khiến bộ phận còn lại số đông xuất hiện tư tưởng chán nản, nhụt ý chí phấn đấu, thiếu niềm tin vào tổ chức đảng. Tha hóa quyền lực nói chung và tham nhũng tiêu cực nói riêng, vì thế sẽ ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bàn về vấn đề này, đại biểu Lê Như Tiến dẫn chứng thêm, khi người ta đã vào được vị trí rồi, một chữ ký, một quyết định của họ có thể ra được rất nhiều tiền, nên phải cố chạy chức chạy quyền bằng mọi giá. Trước kia có thể là hàng trăm triệu, bây giờ là chục tỷ, trăm tỷ. Cần ngăn chặn chạy chức chạy quyền, đó là yếu tố mang tính quyết định trong ngăn chặn tham nhũng. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, người ta đã phải chạy từ chức trưởng phòng lên đến chức phó giám đốc và giám đốc sở, rồi lên đến bí thư, chủ tịch tỉnh, xong rồi lên đến trung ương. Tức là từ chức bé đã phải chạy, cứ như thế này sẽ làm hỏng công tác cán bộ. Nếu mà lên đến trung ương vẫn còn tư duy chạy thì rất nguy hại. Tác hại của việc mua bán chức quyền vô cùng lớn, làm băng hoại toàn bộ hệ thống, mà nguy hiểm nhất là làm hỏng toàn bộ đội ngũ cán bộ. 30 năm qua, tất cả chủ tịch tỉnh Bình Thuận đều bị kỷ luật, Tổng Trọng giận đỏ mặt lệnh khẩn, cùng lúc đòi phá tung 600 hectare rừng nguyên sinh. 200 triệu dân sắp mất nhà, mất con, hậu quả ghê rợn. Thưa quý vị, không còn một lời nào để diễn tả về nỗi kinh hoàng này,
người đứng đầu một tỉnh mà lại là Bình Thuận, khu trọng điểm quốc gia lại xa lò hàng loạt, mà tất thảy 6 đời chủ tịch đều cả gan phạm chung một tội tày trời, bán sạch đất vàng, lấn biển, chiếm tiền tỷ vào túi. Khiếp thay là đương kim chủ tịch cũng dính trưởng mà gần đây lại đòi phá 600 hectare rừng nguyên sinh để làm hồ nước nhân tạo, không dễ gì để có được mảnh rừng quý giá mà cả thế giới thèm khát ấy. Giờ lại vì nhóm lợi ích mà kéo theo hàng loạt thảm họa sắp ập xuống 20 triệu dân dưới hạ nguồn. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Năm nay là cột mốc 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên phải xót xa ê chề mà thốt lên rằng trong suốt 30 năm qua, tất cả 6 đời chủ tịch ủy ban dân tỉnh này đều bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 1991-1996 sau khi tách tỉnh Thuận Hải thành Bình Thuận và Ninh Thuận bị kỷ luật cách chức vì để xảy ra vụ phá rừng tánh linh với quy mô lớn. Tiếp đến là ông Trần Khán, nhiệm kỳ 1996-2001 bị kỷ luật miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Tiếp đến nữa là ông Huỳnh Tấn Thành, làm chủ tịch hơn 9 năm, từ năm 2001 đến năm 2010, cũng bị kỷ luật cảnh cáo trước khi nghỉ hưu. Tiếp theo là các ông Lê Tiến Phương, Nguyễn Ngọc Hai và Lê Tuấn Phong. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hai cựu bí thư, hai cựu chủ tịch tỉnh trong hai nhiệm kỳ liên tiếp bị kỷ luật. Trong đó ông Huỳnh Văn Tý, cựu bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015, cuối nhiệm kỳ thứ hai được điều động làm Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bị kỷ luật khiển trách. Ông Huỳnh Văn Tý là người chủ trì các cuộc họp thông qua chủ trương mở đường để xây dựng quy hoạch chi tiết chuyển đổi sân golf Phan Thiết thành khu đô thị du lịch biển Phan Thiết của tập đoàn Rạng Đông. Chủ trương này được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm các quy định pháp luật. Cùng lúc, hơn 600 hectare rừng già hàng trăm năm tuổi của Bình Thuận đang sắp bị xóa sổ để làm hồ thủy lợi, dư luận cả nước bàng hoàng. Bàng hoàng vì không thể hiểu tại sao người ta có thể lạnh lùng đặt bút để ký khai tử nốt những cánh rừng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của một quốc gia nhiệt đới nhưng chỉ còn diện tích rừng khoảng 2%, riêng rừng nguyên sinh chỉ còn 0,25%. Bàng hoàng bởi vì tại sao người ta lại không biết một điều giản dị, rừng chính là nước. Không còn rừng thì nước cũng hết, lúc ấy những hồ thủy lợi chỉ còn dùng để chứa nước mùa mưa, còn mùa khô chưa đáy. Muốn có nước thì phải giữ rừng, trong rừng đó là nguyên tắc tối thiểu. Khiếp thay khi nói về buổi họp báo của tỉnh ủy Bình Thuận vào chiều qua, ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận phát biểu với các phóng viên. So với 360.000 ha rừng tự nhiên toàn tỉnh, 600 ha rừng dành để làm dự án chỉ là một chấm rất nhỏ trên màn hình, chỉ chiếm 0,15%. Ông vừa nói vừa chỉ lên màn hình cho các phóng viên xem. Giải ý của ông Sơn thì rừng Bình Thuận còn nhiều lắm, giờ phá 600 ha chỉ là muỗi, chả ảnh hưởng gì nhiều, chúng mình cứ thế mà xơi thôi. Nên các anh, các chị phóng viên đừng có mà ở đó lăn tăn rồi la làng la xóm mất vui. Chưa hết, ông Sơn tiếp tục cao hứng. Tôi mạnh dạn ví von, một bông hoa hồng rất đẹp, khi rơi một cánh thì hoa hồng vẫn rất đẹp. Một dải cát trắng nhức nhối mấy trăm cây số của Nam Trung Bộ thuở xưa với nhìn tưởng sa mạc, nhưng không, nó chu mật và cuồn cuộn sự sống. Vì sao? Vì Tây Nguyên là rừng, rừng giữ nước, dòng nước len lỏi bất tận từ dãy Trường Sơn luôn ấm áp trong lòng cát, nuôi dưỡng sự phồn thịnh của miền Nam của Tổ quốc. Nay thì không còn nữa, rừng Tây Nguyên đã bị tận diệt, cả một dải miền Trung thành cằn cỗi, khô khát. Rừng không phải chỉ là rừng, là gỗ, là chim thú. Rừng là sự sống của con người, là nền tảng của kinh tế, là đảm bảo của thịnh vượng, là sự hưng vong của quốc gia. Rừng hết nghĩa là nước hết, chỉ còn lũ, lũ quét, lũ ống, lũ bùn. Rừng hết nghĩa là thiên tai, là đất chảy, là điêu tàn tương lai. Trồng cây để đợi thành rừng phải mất cả trăm năm, trong khi làm hồ thủy lợi có nhiều cách. Còn những mảnh xanh cuối cùng cũng đem phá nốt và lập luận rằng sẽ trồng thay thế, đó là nói cùn, nói lấy được. Với tất cả giá trị của rừng, nhất là trong hoàn cảnh rừng đã gần như bị xóa trắng như hiện nay, thì việc chọn một phương án khác để làm hồ thủy lợi mà không phải phá rừng, dù kinh phí có cao hơn gấp vài lần, vẫn là một cái giá rất rẻ. Cái lợi của hồ thủy lợi không thể lợi bằng rừng tự nhiên đang có. Bình Thuận không có điều kiện để trở thành vựa lúa hay trọng điểm nông nghiệp vì tự nhiên, địa hình không cho phép. Đem cái tốt lành sẵn có mà đổi lấy cái biết chắc không tốt bằng, dân bức xúc cực độ. Ai cũng biết rừng đang hiếm hoi dần, lá phổi của thế giới thủng lỗ lung tung. Cớ gì quý vị còn đâm xé thêm? Rừng tự nhiên rất khác rừng trồng về giá trị gỗ cũng như giá trị sinh thái. Rừng tự nhiên còn có nhiều tầng bậc sinh học đa dạng, hàng trăm năm hoặc vài trăm năm mới hình thành được. So sánh rừng tự nhiên với rừng trồng thật là sai lầm hết sức. Một khi triệt hạ cánh rừng này, hệ quả ngay lập tức là dải đất hình chữ S của Việt Nam ta bị mất đi một mảng xanh giá trị, rừng già hơn 100 năm tuổi. Tận diệt cây rừng cũng chính là đe dọa trực tiếp lên sự sống còn của các loài động vật hoang dã. Rực lửa, Đinh Văn Nơi bạo gan vuốt râu hùm, nửa đêm nhận mật lệnh chưa từng có. Kéo binh băm nát Quảng Ninh tóm đầu sỏ, tuyên bố sắc lẹm không sợ trời, ai sắp toang. Thưa quý vị, mặc dù người dân đã quá quen với việc Thiếu tướng Đinh Văn Nơi bắt tội phạm,
bắt tham nhũng. Song lần này, tướng Tô Lâm cho điều thiếu tướng Nơi ra Quảng Ninh để nhận nhiệm vụ chưa từng có. Đây được coi là một thách thức lớn đối với người tiên phong đốt lò này. Nếu thành công thì sự nghiệp của thiếu tướng Đinh Văn Nơi sẽ rộng mở. Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp vì không chỉ tham nhũng rúng động cả nước mà còn liên quan đến thế lực triều đình. Người dân vừa ủng hộ vừa lo, bởi tướng Nơi là người tiến thân một cách đường đường chính chính mà không phải chạy cửa sau để lên chức. Vì thế, quân địch rất nhiều. Nhưng có một sự thật là từ trước đến nay, danh tiếng Đinh Văn Nơi được vang danh từ những tội phạm thường dân, cấp thấp, ít sự nguy hiểm và quyền lực hơn. Tuy nhiên, từ ngày ra Quảng Ninh tới nay, sóng gió mới bắt đầu trỗi dậy. Quả thật, Đinh Văn Nơi như là bao công trong truyền kiếp, khi vừa nhận ghế nóng Quảng Ninh chưa giáo đã chính thức tuyên bố không sợ trời, bạo gan vớt dâu hùm, quậy tung nóc đất mỏ Quảng Ninh, cùng lúc tóm một ổ tay chân của ông lớn. Vậy nhiệm vụ lần này tối mật và nguy hiểm như thế nào mà đích thân Tô Lâm phải đến tận nơi để điều động tướng Đinh Văn Nơi? Sắp tới đây, triều đình lại có bão gì lớn? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Với việc khởi tố vụ lần thứ hai đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn do có liên quan đến tiêu cực của bệnh viện Nhi Quảng Ninh, nhiều người thạo tin đã tìm thấy mùi đánh án nhắm vào những gốc rễ lớn. Cách đánh án này rất quen thuộc đối với Tổng Trọng. Thường ông nhắm vào sai phạm nhỏ nhặt, nhưng thực chất là ông đang hướng đến sai phạm lớn hơn, tiềm ẩn trong lòng đất mà chưa ai nhìn thấy. Thông thường cứ người lính nào lập công thì sẽ được tướng cắt cử người đó làm lính tiên phong. Trường hợp ông Đinh Văn Nơi là như thế. Tướng Tô Lâm đang nhìn thấy ở ông Đinh Văn Nơi tố chất của người có thể lập được đại công, và ông đã nhanh tay chuyển ông Nơi ra Quảng Ninh để hỗ trợ Bộ Công an đánh án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Án này là án khó, khó ai nhận trách nhiệm xung phong bởi nó dính đến người của ông quan tứ trụ. Tháng 6 năm 2020, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, 44 tuổi, được tướng Tô Lâm điều động bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh An Giang. Chỉ chưa đầy 2 tháng, ông đã trực tiếp chỉ đạo xử lý hàng loạt vụ án. Ông chỉ đạo công khai số điện thoại cá nhân của mình lên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Chưa hết, ông lấy luôn số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của Công an tỉnh để trực tiếp tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ người dân. Hiệu quả thấy rõ, chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh xóa sổ nhiều tội phạm, nhiều ổ nhóm cộng cán, những người nhận mặt pháp luật giờ ra đầu thú vì biết không thoát lưới trời pháp luật. Riêng vụ buôn lậu của 10 tường cầm đầu đến nay có gần 20 đối tượng ra đầu thú, và trong vụ án triệt xóa đường dây thầu để trên 2.000 tỷ đồng, hàng trăm đối tượng ra đầu thú. Với thành tích này, tướng Tô Lâm giờ lại đưa ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh hỗ trợ Bộ Công an đánh một án được gọi là khó nhất hiện nay. Nhìn bề ngoài có vẻ như đây là sự ưu ái của ông Bộ trưởng Bộ Công an dành cho tướng thiện chiến Đinh Văn Nơi, vì Quảng Ninh là tỉnh lớn, làm người đứng đầu Sở Công an tỉnh rất dễ về trung ương. Tuy nhiên, vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không phải là vụ án thường. Ai động đến sai phạm bà Nhàn có liên quan đến ông lớn và được xem là hành động vuốt dâu hùm. Điều đáng nói là khi nhận nhiệm vụ, ông Đinh Văn Nơi đã nói một câu giống như tuyên chiến với nhóm lợi ích ở Quảng Ninh. Ông nói rằng, ai quen lớn, tôi bắt trước. Câu nói này khiến người ta liên tưởng tới việc ý ông là nhắm vào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vì bà Nhàn quen rất lớn, bà quen đến cả tứ trụ triều đình. Lời nói của ông Đinh Văn Nơi cho thấy ông không sợ trời. Đấy là điều tốt cho xã hội. Tuy nhiên, vì những câu tuyên bố như vậy thường lãnh hậu quả không tốt cho con đường chính trường của ông và cũng ảnh hưởng nhiều tới bản thân ông. Vì ông Đinh Văn Nơi đã làm ở An Giang là điểm cộng rất lớn, tuy nhiên nó cũng gây ra sự ngán ngại đối với những thế lực mà ông nhắm đến. Hiện nay, về cơ bản, luật pháp chỉ là công cụ của quyền lực. Khi tuyên chiến với quyền lực lớn thì họa vô đơn chí có thể sẽ tới. Vụ án công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là tầm ngắm của Bộ Công an. Tướng Tô Lâm đang tích cực dẫn độ bà Nhàn từ Đức về nhưng chưa có kết quả. Ông Đinh Văn Nơi chỉ là vai trò hỗ trợ. Ngoài vụ án điểm này thì Đinh Văn Nơi còn có trách nhiệm phanh phui ra những đầu mối có liên hệ đến chính phủ, hay ít nhất liên hệ đến những quan chức của tỉnh Quảng Ninh mà có hàm ơn đối với ông lớn. Ngày 31 tháng 8, ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh thì ngày 9 tháng 9, ông cho khởi tố 2 quan chức công ty cổ phần nhiệt điện Đông Triều TKV tội tham mô tài sản. Đây là quan chức ngành kinh tế, mỗi vụ án liên quan đến doanh nghiệp nhà nước là liên quan đến những ông quen biết lớn. Theo những thông tin của Bộ Công an Quảng Ninh cho biết, trong tháng 8, Công an tỉnh đã bắt giữ, xử lý 59 vụ với 63 người buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, trốn thuế, cho vay nặng lãi, kiểm tra xử lý 83 vụ với 14 tổ chức, 76 cá nhân vi phạm quy định về môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, hải sản trái phép. Tuy nhiên, những tội phạm này ở đâu cũng có, lực lượng công an không khó bắt. Cái khó là những ông quan lớn làm trong lĩnh vực kinh tế. Nếu đưa ông Nơi đến Quảng Ninh mà chỉ là bắt những tội phạm xã hội thì không cần đến ông Nơi. Triệt phá những tội phạm là dân thường khá dễ cho công an. Vấn đề là công an có quyết tâm hay không mà thôi. Còn triệt phá những quan chức có quen biết lớn mới là vấn đề lớn. Nóng, cha con Dr. Thanh sắp đứng trước vành móng ngựa. Chuyện con ruồi cú lại ngàn tỷ và nhân quả báo ứng. Bà Trần Uyên Phương quay lưng khi nữ đại gia bất động sản quỳ lạy. Cuộc gặp giữa bà Trần Uyên Phương, con gái ông Trần Quý Thanh và nữ đại gia bất động sản Kim Anh bất thành, dù bố anh đã quỳ lạy xin chuộc lại tài sản. Đây là cuộc gặp cuối cùng trước khi bà Kim Anh gửi đơn tố cáo cha con ông Thanh. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan ông Trần Quý Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
quỳ lạy xin chuộc lại hai dự án bất động sản. Trước ngày tòa xét xử, kết quả điều tra truy tố của cơ quan chức năng hé lộ những tình tiết gay cấn liên quan giao dịch giá ngàn tỷ giữa cha con ông Trần Quý Thanh và nữ đại gia bất động sản Đặng Thị Kim Anh, chủ tịch công ty địa ốc Kim Anh. Trong cuộc gặp cuối cùng trước khi gửi đơn tố giác tới cơ quan công an, bà Đặng Thị Kim Anh dẫn theo các con tới trụ sở công ty Tân Hiệp Phát để gặp bà Trần Yên Phương. Cuộc gặp diễn ra cuối tháng 10 năm 2020. Sau khoảng 20 phút trao đổi về hai dự án bất động sản Minh Thành và Nhân Thành Đồng Nai và việc giao dịch tiền, khi bà Uyên Phương đứng lên chuẩn bị rời đi, bà Kim Anh bất ngờ quỳ xuống nền nhà. Chị quỳ, chị lạy em, chị đau khổ. Bà Kim Anh vừa quỳ, chắp tay vái và vừa khóc trước bà Uyên Phương. Tuy nhiên, bà Uyên Phương vẫn nói em không xử lý được đâu chị và bỏ ra khỏi phòng họp. Theo kết luận điều tra, sau cuộc gặp xin chuộc lại hai dự án bất động sản nhưng bị từ chối, bà Kim Anh có đơn tố cáo ông Trần Quý Thanh và hai con gái lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vay tiền lãi suất cao bị mất luôn đất. Các giao dịch vay mượn tiền giữa bà Đặng Thị Kim Anh và cha con ông Trần Quý Thanh diễn ra từ năm 2019 đến năm 2020. Bảo Anh vay 500 tỷ đồng từ phía ông Trần Quý Thanh. Các bên giao dịch thông qua việc phía Bảo Anh ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần công ty Minh Thành và thỏa thuận hứa chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án Nhân Thành cho phía ông Thành. Mỗi công ty này là chủ đầu tư một dự án bất động sản có địa điểm ở tỉnh Đồng Nai. Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, ông Thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho vay tiền với lãi suất 3% một tháng, nhưng yêu cầu các chủ tài sản dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận cam kết bán lại, bên cho vay đã đưa ra các lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Theo cáo trạng, có 4 bị hại vay tiền của ông Trần Quý Thanh, sau đó bị chiếm đoạt tài sản gồm ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung và bà Đặng Thị Kim Anh. Tổng giá trị bị chiếm đoạt của 4 bị hại lên tới hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bà Đặng Thị Kim Anh bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất lên tới hơn 880 tỷ đồng. Con ruồi 500 triệu và bản án 2.000 tỷ đồng. Tân Hiệp Phát dính không ít bê bối liên quan đến chất lượng sản phẩm nước đóng chai. Doanh nghiệp của gia đình ông Trần Quý Thanh cũng từng phải trả giá đắt. Ngày 3 tháng 12 năm 2014, khi bán hàng cho khách, chủ quán cơm Võ Văn Minh Tiền Giang phát hiện có con ruồi trong chai nước Number One chưa mở nắp. Ông Minh giữ lại chai nước rồi gọi điện cho Tân Hiệp Phát, yêu cầu cử đại diện gặp ông để thương lượng. Trong lần gặp đầu tiên, ông Minh đề nghị phía công ty phải đưa cho ông 1 tỷ đồng nếu không sẽ tung tin ra ngoài. Sau 3 lần thương lượng có lập biên bản, hai bên đồng ý mức giá 500 triệu đồng. Đến tháng 1 năm 2015, trong lúc nhân viên Tân Hiệp Phát giao 500 triệu đồng, ông Minh đưa chai nước thì bị công an bắt quả tang. Cuối năm đó, Tòa Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên mức án 7 năm tù giam đối với ông Võ Văn Minh vì tội cưỡng đoạt tài sản. Mặc dù với tâm thế người bị hại, nhưng chính Tân Hiệp Phát lại rơi vào một cuộc khủng hoảng truyền thông sau đó. Không ít người cho rằng doanh nghiệp đã bẫy người tiêu dùng và kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Sau gần một năm liên quan đến vụ việc, doanh nghiệp công bố số liệu thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng. Thực tế, vụ con ruồi 500 triệu đồng là tiêu biểu cho những ứng xử thiếu tinh tế của Tân Hiệp Phát, đồng thời đặt ra một loạt nghi vấn về chất lượng các sản phẩm nước đóng chai của doanh nghiệp.